Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu. Tập thể sư phạm trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, luôn tự nhắc mình thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo. Với tình yêu và niềm tin rực cháy trong tim, mỗi thầy cô giáo xứng đáng là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng và phát triển trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu, nơi tiếp sức để bao thế hệ học sinh thân yêu vững bước vào tương lai. Ra đời cuối thế kỷ 20, từ năm 2000 đến năm 2020, tròn 20 năm xây dựng và trưởng thành. 20 năm từ những bước đi đầu tiên gập ghềnh và trắc trở, 20 năm với bao thăng trầm thử thách, 20 năm cho những mùa hái quả ngọt lành. Trường Trung học cơ sở thị trấn Tân Châu đã từng bước khẳng định sự tồn tại có ý nghĩa và sức vươn lên của một ngôi trường trẻ trung mau trong mình nhiều khát vọng. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, chúng ta cùng ngược dòng thời gian nhìn lại hành trình 20 năm đong đầy kỷ niệm mà thầy và trò trường đã đi qua. Trường Trung học cơ sở thị trấn Tân Châu được thành lập theo quyết định số 161 trên QĐ UB ngày 10 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đặt tại tổ 2 khu phố 4 thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu. Với nhiệm vụ quản lý dạy và học bậc trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9 trên địa bàn thị trấn Tân Châu. Trường chính thức tuyển sinh và đi vào hoạt động từ đây, năm học đầu tiên với 16 thầy cô và 400 em học sinh. Thời điểm này, trường chưa xây dựng xong, phải học nhờ ở hai điểm trường Trung học Phổ thông Tân Châu và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tân Châu. Đến năm học 2002-2003, trường mới được xây dựng xong, với 12 phòng học đáp ứng cho việc học tập của học sinh quy về một mối. Những ngày đầu thành lập, khó khăn luôn đè nặng lên vai những thầy giáo, cô giáo, cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị nghèo nàn, thiếu giáo viên, học sinh, nhưng với sự quan tâm, đầu tư của Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo Tân Châu, đặc biệt là lòng quyết tâm, niềm đam mê, tình yêu nghề của những nhà giáo tâm huyết quên mình vì sự nghiệp giáo dục, và những lớp học sinh thông minh, hiếu học, con thuyền trí tuệ trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu đã nhanh chóng vượt qua những thử thách, ngày càng phát triển, đưa lớp lớp học trò cập bến thành công. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời, vẫn như những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường. Làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Năm học 2006-2007, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất của trường ngày càng được quan tâm, đầu tư đúng mức và hiện đại hơn. Để đạt được mục tiêu trở thành trường chuẩn quốc gia, nhà trường từng bước đề ra hướng phấn đấu đạt từng tiêu chuẩn. Trong suốt những năm tháng ấy là sự phấn đấu không ngừng mệt mỏi của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường mà người cầm lái là cô Nguyễn Thị Lương. Cô hiệu trưởng đầu tiên đã lăn lộn với trường trong 12 năm gian khó. Những năm đầy thử thách đã làm sáng ngời tấm gương những người thầy giáo, cô giáo với phẩm chất tốt đẹp, cao quý, tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu. Đó là cô Lê Thủy Tiết, cô Hồng Thị Thuần, cô Huỳnh Thị Diệu, cô Lý Thị Như Hoa, thầy Phan Châu Minh và thầy Mai Phước Bình. Trải qua những năm tháng xây dựng và phát triển,
trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu đã dần dần trở thành hình mẫu của các trường trung học cơ sở trong huyện nhà. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, về công tác quản lý chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giáo dục. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn người thầy. Năm 2011, trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu vinh dự trở thành ngôi trường trung học cơ sở đầu tiên trong huyện được công nhận trường chuẩn quốc gia. Bên cạnh mục tiêu giáo dục toàn diện, trường còn có nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cho huyện nhà. Cùng với những bước đi lên của huyện Tân Châu đang trên đà phát triển, ngôi trường nhỏ cũng từng ngày thay đổi. Trường thêm dấu rêu phong, thành tích của thầy và trò cũng dày theo năm tháng. Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Tân Châu đã trở thành cái tên gắn liền với chất lượng. Các thế hệ học sinh trường đã nối tiếp nhau giữ vững và phát huy truyền thống, đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và quốc gia. Năm 2012, tiếp nối người đi trước, cô Võ Thị Tiết Nhung bằng lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề, với hoài bão và ước mơ lớn, đã dần lái con thuyền tri thức trung học cơ sở thị trấn bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ củng cố và phát triển. Kể từ năm học 2013-2014 đến nay, trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và liên tục. Nhiều năm liền, tập thể trường được xếp hạng nhất trong khối thi đua năm học. Trường vinh dự được nhận 4 cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Phần thưởng cao quý đó là động lực tinh thần to lớn để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường tiếp tục nỗ lực trên hành trình đi tới. Với vị thế là trường trung học cơ sở tiêu biểu của huyện, trong suốt hành trình 20 năm qua, nhà trường đã làm tròn sứ mệnh vinh quang, ươm mầm, phát triển tài năng, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh trên mảnh đất huyện nhà. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng có những thay đổi, tre già măng mọc, kẻ đến người đi, để giờ đây trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu có 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 42 trên 47 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt trình độ đại học. Số giáo viên trực tiếp giảng dạy là 43, với 996 học sinh. Nhà trường có 15 phòng học, 8 phòng chức năng. Các phòng đều đạt chuẩn, bàn ghế đúng quy cách, đảm bảo đủ dạy 2 ca. Đội ngũ thầy cô giáo không ngừng nỗ lực tìm tòi, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
nhiều thầy cô giáo nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, giáo viên giỏi cấp tỉnh. Nhiều thầy cô là tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người, được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh như cô Nguyễn Thị Ngọc Mai, cô Lý Thị Như Hoa, cô Lê Thị Yến Nhi, cô Huỳnh Thị Thanh Tâm, cô Hoàng Thị Phương Lan. Nhà trường có một đội ngũ giáo viên trẻ, tài năng, luôn khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hết mình trong công tác. Nhiều thầy cô là giáo viên cốt cán của huyện, thường xuyên tham gia các hoạt động chuyên môn của phòng, cũng như mời tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cho các môn trong huyện. Từ mái trường này, hơn 2.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, hơn 1.500 em học sinh tiếp tục vào các trường trung học phổ thông. Đặc biệt, trong những năm học gần đây, thành tích học sinh nhà trường đạt được không ngừng nâng lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi tỉnh. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao của huyện và tỉnh. Số học sinh đậu vào trường chuyên ngày một nâng cao. Để đạt được những thành tích đó, bên cạnh sự nỗ lực, tinh thần vượt khó, tập thể nhà trường cùng đoàn kết một lòng, tâm huyết cùng chung chí hướng vì sự phát triển của nhà trường, tất cả vì học sinh thân yêu. Nội lực, nhà trường còn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, xã hội đối với các hoạt động giáo dục của nhà trường, đặc biệt quan tâm sâu sát đến từng hoàn cảnh học sinh. Biết bao học sinh nghèo được chấp cánh ước mơ, từ học bổng thắp sáng ước mơ. Biết bao học sinh khát học được tiếp tục tới trường từ những món quà cho học sinh vượt khó. Và biết bao thầy cô đã không ngại vất vả đến từng nhà động viên thăm hỏi học trò, yêu thương bằng tất cả tấm lòng của người thầy, người cô, người cha, người mẹ bao dung, chở che.
ước nhậm đâu không thành người lớn. Trở về đi em, áo trắng sân trường không dệt bằng những giờ trốn học. Hãy trở về trong vòng tay chở che. Đạt được những thành tích đáng tự hào hôm nay xuất phát từ việc nhà trường đã chú trọng xây dựng một môi trường giáo dục hoàn thiện, thân thiện, an toàn, lành mạnh, kết hợp chặt chẽ với các gia đình và tổ chức xã hội để giám sát, quản lý học sinh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào nhà trường. Cũng bởi tinh thần của trường trung học cơ sở thị trấn đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm, nhiệt tình, luôn là mạch nước ngầm kết nối bao thế hệ, để dù xa trường, đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau, vẫn mang tinh thần thương hiệu trung học cơ sở thị trấn Tân Châu. Cũng bởi trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu đã lưu giữ cho mọi người một thời thanh xuân đầy men say và lửa cháy. Cũng bởi nơi đây không phải chỉ là nơi làm việc, mà còn là mái ấm, là nơi chia sẻ buồn vui của tất cả mọi người. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Trường trung học cơ sở thị trấn thật sự đã hóa tâm hồn trong sâu thẳm bao thế hệ học trò. Trong ngày hội ngộ hôm nay, các cô học trò chăm chỉ, ngoan ngoãn, chưa bao giờ để thầy cô phiền lòng, hay các cô cậu học trò ngây ngô với đủ trò nghịch ngợm cố ghi dấu ấn tuổi hoa bằng bao lần trốn học, bằng những dại dột đầu đời đều đã trưởng thành và tung cánh muôn phương. Có em là nhà báo, là giảng viên trường đại học, là bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo. Có em làm nông, làm thợ, dù nghề nghiệp có khác nhau, vị trí xã hội có khác nhau, nhưng tấm lòng tri ân với mái trường thì muôn người như một. Các em vẫn luôn hướng về trường cũ, vẫn luôn tha thiết được hội ngộ với thầy cô, bạn bè. Nơi đất ở trường trung học cơ sở thị trấn trở thành cầu nối để bao lớp học trò khao khát tìm về kỷ niệm. 20 năm một chặng đường, trường trung học cơ sở thị trấn hôm nay là một hành trình để truyền thống được kế thừa và nối tiếp. Ngôi trường 20 năm tuổi vẫn cần mẫn đóng góp cho sự nghiệp trồng người, cho quê hương, cho đất nước. 20 năm xây dựng và phát triển, ngôi trường kiêu hãnh vươn mình trong nắng gió, đi qua những ngày mưa bão, cây cắm rễ vào đất để bật chồi xanh, chim ríu rít rủ nhau bay về bởi nơi đây đất lành và sẽ còn mãi nơi mà tình thầy nghĩa bạn mãi mãi không bao giờ phai. Mái trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu.